بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تنهني يوم بنتارين نقرأ كتاب رياض الصالحين توتتين هاي يوم جوء دال حديث تي بيروي بون نقرأ جمبو بمون جمبوك سدى يوم بي ست نيا جد كháng نن بن دام جمبو بوكي جنج يوم بنتارين نقرأ باب ني توتتين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها واطعها جيرانك. رواه مسلم. نقرأ حديث نيح نبي صلى الله عليه وسلم بانحان براب جنغ بيأبون تنن سيد ربه نأجد كان تا جنغ قوة ويا مجد جنبه نأجد كان أو جنغ تفو لأو رقا أو جنغ تفو جنبه جنائي مين نقرأ حديث نيح بانحان براب كلا كلا نكنون حديث أبي ذر رضي الله عنه بان جيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم من برساحتها يا أبا ذر ناي أبو ذر من تها نبي قد نجيتو كان صحابة منيح لكي حاوتها أبو ذر نين نبي جيتها إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها بيلنا نقدم سلو جو أي نعتك أجراد من تيتو نبي براب صحابة من أدنى بينا ديل جول جم أن جم نايا ها دو جي دام سلو جي دام نا تك أشرهن نا بانكان تك أي أشرهن من هاب بانكان باريمان بي أبان شرهن واتا عهد جيرانك هاي جو نا جاي جاي دو نا جد خان ربه نا بحوغ انجن كا ديل نبي براب أو صحابة من أدنى بان تايم تك أبان شرهن من تيج كوكو بم نون جاي جاي أو نا جد خان بي بروه نا جد خان ربه جن نا جون كال quát cây cỏ trường trường rước cỏ quát trâu ca chấm này ha đã quát mình miên chẳng đâu pe na để dương miên dương ai chai chai đã quát ban nâng cửa với để cho bà visa mà có phải dương như thế này hơi chuyên pe kha nè chết khang rồi bà dương này quát mình đây là hộp chấm này ha chăng chăng rước cỏ mình đây là hộp chấm này nâng tê pe na để dương chấm ăn tấu ai thấy dương chấm ăn này ban chật mình tít dương chai chai ở quạt dương sờ đặc quạt ở quạt ở nơi chật hàng rồi bao dương ban bà lê bị Allah subhanahu wa taala bắt đầu bây giờ hai nơi chật hàng rồi bao dương nâng nè quạt chỉ nơi miền cả đời nè phụ nơi chật hàng ai thà nơi khác chỉ nơi miền nơi khác chỉ nơi cro nơi khác bài này rồi có bài này chúng ta tam sát thanh ở phía cửa sát rồi bao quạt chẳng nơi chật hàng nâng mình bao quạt thà chỉ nơi cây cro tặc quạt thì ai chỉ nơi miền phong đây bắt đầu bây chỉ nơi miền cả đời nè dương đó là ai có thể tham bảo vệ để dân ai thôi tới bàn đồng bây phụng rứng xa mà kỳ phiếp nóng rổ viên nạ chết khang nên chết khang bàn bà lờ bì ổ lọt sư bà hà nà hù hà tà là tại bởi nạ chết khang rồi bao giờ nó chỉ nạ cây cro vinh nạ chỉ nạ miên đồng rau ca khu phố à nâng dân ai về căn tà lọ để xa cót miên đồng rau ca khu phố chân ca để dân ai nạ chết khang rồi bao giờ nì bì chùm này à hà cứ dân bàn bà lờ bì ổ lọt sư bà hà nà hù hà tà là dương đó chấm này à hả ao sát si mình đã thay dương đại chấm này ao sát si dương chấm cô chấm cà bê chấm món tia dương ao chấm này về si dương bán pala pi allo ở cho anh đi dương đó chấm này đón nhận chật khang đây chấm một nu đôi dương đây đây chỉ nhận miên chấm nưa thì chúng tôi allo đôi dương đây đây chỉ nhận sâm ba yang đây chỉ nhận islam đôi dương chân dương bán pala cho anh pi allo subhanahu wa taala hơi không hadis này bằng hành tha ca để dân đó ai nè chết khang nắng mến sầm đời tay từ lưu chúng này à ha tay một mục bình năng thi phu này biết cần dễ nên lưu chịu tiêu hồ a tha dân miên chia sầm liệt bẩm pe ở đứa con miên chia ở vây ở bỏ bỏ vây môi đó ai nè chết khang ở đứa con ai tha dân miên ở chia cường ôp bộ bò đi phô ở đứa con à vây xem xem để dân ai đó ai quát để quát vô tập pra bán bán bà lờ bị ổ lót sư bà hà nà hùa ta đó mình chăm bài tay chúng này à ha tay một mục nâng nổi tiền نكنون حديث موي حمي عائشة رضي الله عنها قد بانسوا نبي صلى الله عليه وسلم بيئة بان تنع جد خان نيه تاي جن قب باي كو او نعنا مون بي بروه نع جد خان نع كلا ريان چنعي بان تيج نع كلا ريان جد چين كي بان تيج اچان جن او نعنا نكنون حديث موي حمي عائشة رضي الله عنها قد بان نجي تا قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما من كبابا أمبي مي عائشة رضي الله عنها
ก็บานอเยทาขยมบานสู้นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทายารอซูลุลลอฮ์อินนะลีจารินยารอซูลุลลอฮ์จิกาเปิ้นนะขยมมีแนจิตคางปีเนี่ยฟะอิลาอัยฮิมาอูฮดีตาขยมกอบใบกูเอาเนี่ยนะเกมุนหรือก็ขยมกอบใบกูเอาเนี่ยนะเกក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរហ្នឹងนบีมีประสาทานเจอิลาอักรบิฮิมามินคิบาบันเอาจมพัวเนี่ยได้เนื้อจิตทวีระบะเนี่ยเชียงเกเมื่อทานเนี่ยนากระได้ได้เนื้อจิตเตี้ยระบะยืงเชียงเนี่ยเซ็งยังกอบใบเอาเนี่ยนังมุนนะนี่นบีสันสัมบันในนามจังอิลาอักรบิฮิมามินคิบาบันจังกาบดอเอาเนี่ยจิตแข็งนะโดยเฉพาะเหมือนจังมันสำดาวิตายแต่เลือดจำนวนยาฮาตีเอาไว้ก็ได้ดอกก้อนไอเทียนประโยชน์บ้านดอกก้อนเมียมันอัฟอัดดอกก้อนยกตือปราบพระบ้านคือยังมันพะเลาะพี่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นุ่ยเนื้อครองสกดายเรียกามวยเตี้ยมีนอัมพีอับีซาเรนนังดอกได้ก้อนบ้านในเยธาอินนะคอลีลีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอูซานีอิซาตะบัคตะมะรากะตันฟะอักซิรมาอะฮาثم منظر أهل بيت من جيرانك فأصيبهم منها بمعروف حديث นี้ ودوي تنن حديث ពីមុនអញ្ចឹងអ្នកប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ចុងក្រោយបន្តិចគាត់បាននិយាយថា أبو ذر នេះគាត់បានលើកឡើងថាអញ្ចេះ إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني ជាការប្រដាស់អ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនោះគឺនប៊ី محمد صلى الله عليه وسلم បានផ្ដាំខ្ញុំពួកគាត់និយាយប្រាប់ទៅណាយ៉ាងនប៊ីផ្ដាំគាត់ថាអញ្ចេះ إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ពេលណាអ្នកដាំស្លជួរអ្នកបន្ថែមទឹកឲ្យបានច្រើនអ្នកដាក់ទឹកឲ្យច្រើនទីទៅដូចតែពីមុនអញ្ចឹង ثم منظر أهل بيت من جيرانك បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវមើលផ្ទះអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកផង فأصب منه منهم فأصبهم منها بمعروف ហើយចូលអ្នកចែកចាយឲ្យពួកគេផងចឹងមានន័យថានប៊ីផ្ដាំពេលណារដាំស្លោនេះមើលអ្នកជិតខាងផងហើយឲ្យសតកោឲ្យអ្នកជិតខាងផងវាដូចទៅនឹងហាឌីសមុននឹងដដែលអញ្ចឹងបង្ហាញថាសិទ្ធិរបស់អ្នកជិតខាងរបស់យើងនេះវាធំធេងមែនទែនប្រសិនបើអ្នកជិតខាងរបស់យើងគាត់មិនមែនអ៊ីស្លាមទេក៏យើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ដែរតាមអ្វីដែលយើងមានលទ្ធភាពបើសិនណាយើងមិនអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់បានទេក៏មិនធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់ដែរណាគាត់មានហក់មួយគឺហក់អ្នកជិតខាងត្រូវតែធ្វើល្អដាក់គាត់នោះហើយهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته